Alo. Anh ơi. Chào anh. Bạn làm gì đấy? Mình đang nói chuyện với bạn. Bạn xem bao nhiêu nhỉ? Mình sinh năm 2001. Còn bạn? Mình 2000 nhá. Mình quê ở Hà Nam bạn nhá. Hà Nam à? Hà Lam đúng không? Vâng. Có giọng kiểu gì nhỉ? Trai à, em gái đấy? Em là con trai, người ta hay bảo em là giọng giống con trai, em cũng chả hiểu tại sao. Sao vậy ạ? Vâng. Anh nghe giọng kiểu con trai. Thế à? Anh có người yêu chưa? Anh có người yêu chưa? Có bên đây làm gì nữa? Anh chưa có à? Thế cho em làm quen nhé. Làm quen được mà. Vâng. Vâng. Anh hiện tại đang làm gì ạ? Đang nghe mua. Vâng, thế ở trong đấy người ta cho anh chơi điện thoại à? Chung thôi. Vâng. Ai đang cạnh em à? Không, có ai đâu. Anh có, à, anh ở một mình hay là ở với ai đấy? Tại anh là người đầu tiên em tán ấy. Thế Alo. Chào anh. Anh nói to lên em không nghe rõ. Anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh đại năm thường. Em 2001. 2001 à? Vâng. Em chỗ nào là em đấy? Em ở Phủ Lý. Phủ Lý à? Vâng. Sao nghe giọng em giống con trai thế nhở? Ai cũng bảo em như thế. Thật ra em là con trai thật. Alo ạ. Chào anh. Sao nói gì nhở? Nói chuyện đi bạn ơi. Em tên là Nguyễn Thị Vợ, sinh năm 2001. Anh giới thiệu đi. Mình tên Đạt thế à? Vâng. Lào Cai nhá. Ơi, anh đánh rơi người yêu nè. Kìa. À, em ơi. Anh em có nhớ người yêu em không? Có, yêu lắm em ạ. Em ở đây đây. Ok luôn baby, come on. Em ở đây đây. Nhưng mà anh hỏi ý kiến chồng em đã. Alo. Alo. Anh chồng ạ. Alo. Nào đây. Vợ anh nhìn được đấy nhở? Em tên Lý. 2004 Hà Tĩnh. Em sinh năm bao nhiêu? What the hell? 2004 anh. Em có người yêu chưa? Em làm gì đã có người yêu? Em đánh rơi người yêu là ai nhỉ? Chắc phải ạ. Đúng là con trai của ta. Giới thiệu đi. Anh 2001 ở Lai Châu. Tên Hiếu. Chào anh Hiếu. Anh đang làm gì đó? Anh đang tán gái. Tán được em rồi, chết rồi. Chưa, tán được mỗi em. Em xấu nên không ai yêu ấy chị. Anh có đặc yêu không? Có, đặc điểm của anh thích những người xấu mà. Mà sợ anh có người yêu rồi. Anh làm gì có người yêu? Em xấu nên không ai yêu ấy chị. Anh có đặc yêu không? Có, đặc điểm của anh thích những người xấu mà. Là nhờ. Anh chơi game gì không? Anh có.
Game đánh em. Em cũng phải đi. Đánh được mấy anh rồi. Có mỗi anh à? Thì em bảo là rồi có mỗi anh thôi nên là tám không phải. Ờ thế cho anh xin Facebook nha. Anh tìm đi. Ok, tìm đây. Ok. Đấy là thích em rồi nhá. Ok. Bye tình yêu. Anh chồng yêu nhá. Bye bạn.